Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món mới toanh luôn. Món này chưa có ai chia sẻ hết, dùng để ăn vặt rất là thơm ngon. Bây giờ vào bếp và làm ngay luôn nha. Các bạn nhìn củ này có biết là củ gì không? Đây là củ cần tây. Hồi xưa ở Việt Nam mình không bao giờ ăn nó bởi vì mình không có thấy. Bây giờ thì hầu như ngày nào đi chợ cũng gặp nó hết. Và ở đây họ dùng củ này để nấu nước súp rất là ngọt luôn. Và dùng để làm salad. Món ăn hôm nay mình làm là củ cần tây chiên giòn. Trước tiên mình sẽ gọt vỏ sạch sẽ. Cắt hình tam giác hoặc là cắt theo sở thích của các bạn. Rửa qua nước muối, sau đó xả lại nước lạnh cho sạch rồi để cho thịt ráo. Và để cho thịt ráo thì chiên mới không bị dăng nha các bạn. Bây giờ đi pha hỗn hợp bột dùng để chiên. Thứ nhất mình có bột mì đa dụng. Đường, muối, bột nêm, tiêu và ớt bột Hàn Quốc. Thêm một chút xíu bột nở nữa. Các bạn có thể tìm thấy chi tiết nguyên vật liệu dưới phần mô tả của video hoặc là trên màn hình. Nếu như các bạn không có bia thì mình sử dụng soda lạnh hoặc là nước có ga lạnh. Quậy đều lên. Hỗn hợp bột sẽ hơi sệt như vậy. Bây giờ qua bếp làm nóng chảo và chuẩn bị chiên. Cho củ cần tây vào thau bột trộn đều lên để nó áo đều một lớp bột. Những món chiên như thế này cần rất nhiều dầu nên mình cho nhiều dầu vào chảo. Thử dầu bằng cách lấy cái đũa cắm vô dầu, nếu mà thấy cái đũa của mình bắt đầu sôi tăm lên á là dầu đã đạt. Để lửa trung bình cho cần tây vào chiên khoảng chừng 7 phút. Nếu mà để lửa lớn quá thì cái vỏ ngoài nó cháy hết mà ở trong ruột nó chưa kịp chín á, nó vẫn còn cái kiểu như là sực sực á thì nó không ngon. Các bạn để lửa trung bình và chiên cho cái ruột ở trong nó mềm, nó chín luôn nha. Chiên xong thì gấp ra giấy thấm dầu hoặc là gấp ra cái rây cho nó ráo bớt dầu. Món này được ăn kèm với ketchup, tương chua ngọt cũng được, hoặc là mayonnaise. Ta-da! Xong rồi nè. Rất là thơm ngon các bạn ơi, nếu các bạn thích thì hãy thử nha. Một củ cần tây như vậy mình chiên được 3 dĩa như thế này đây. Giòn rụm luôn nè. Ở trong bùi bùi. Như kiểu sake chiên giòn đó các bạn. Nếu nhà mình có nồi chiên không dầu thì mình có thể chiên trước, rồi để đó lúc nào ăn thì bỏ vô nồi chiên không dầu chiên lại. Lúc đó dầu sẽ chảy bớt ra và làm cho món ăn của mình càng thêm giòn và thơm ngon. Chiên 180 độ từ 7 tới 10 phút tùy vào nhiệt độ của mỗi lò. Chúc tất cả các bạn thành công. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật sớm nhất các video mới của mình nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.